Hello. Đêm Trung Thu 2022, bầu trời lạc đàn đang thấy ánh trăng đẹp. Ánh trăng rất đẹp, mờ mờ không sâu, mong rằng trời chớ mưa mau, trẻ con vui vẻ cùng nhau cùng người bôi vào bôi bà con thấy được dâm gian lục bấy mẹ bà con vẫn đang còn chuẩn bị mâm cỗ để cho trẻ con phá. Trời hôm nay rất đẹp, hy vọng mọi điều suôn sẻ. Xem nào, xem đã chuẩn bị tới đâu rồi nào. Đêm Trung Thu 2022, nghe cũng trẻ con rất nhanh giờ. Chào mừng Trung Thu. Wow, thằng cô Ben đây, đêm trăng hôm nay sáng chưa, đừng ngon rơi điện thoại. Ai cha thật khổ nào. Rồi đang bận một tí, vào giờ đấy đông vui chưa? Trẻ con cũng nhiều mà người lớn cũng rất là nhiều. Đây hai ông đang đứng bình tĩnh nha. Chào tất cả anh em nha. Anh em tổ chức cho các cháu. Wow, hợp thế. Năm nay trời đẹp đấy, thơm quá. Anh em có mặt ở đây thì đến bia. Có mấy món đây? Cái này bên em nữa luôn. Cái này bên em nữa hả? Lâu à? À, mai các anh tập bán gắn nhắm thêm vào cái tủ dây cái anh. Tủ dây ấy. Đang thiếu tổ cái nhắm một nhắm đang thiếu một tập bán. Còn chốt tôi nhưng mà thiếu tập bán. Lắp thiếu nên.
Bóp hả? Ờ thì cứ cắt ra đi, xong rồi nếu mà có nhu cầu thì tháo ra. Nhà anh làm gì có bóp. Bóp cao 20 phân này qua đâu. Đây. Trẻ con bây giờ lớn hết rồi. Mấy năm nữa thì lại có đám cưới, chục năm nữa rồi có đám cưới thôi. Nhiều đám cưới. Thôi đi bông hoa này. Thơm quá, thơm nức mũi luôn. Đêm trung thu rước đèn ông sao. Dưới đáy hồ và anh chị chị mát mát ra sân thì chúng ta ngoài những cái vui này.
Xin mời các ông, các bà, các anh, các chị hãy đến đây để chung vui đêm Trung Thu cùng với các cháu. Ôi, ôi, ôi giời, ôi đại sao chưa, ấy à, bia, ôi giời ơi. Ôi giời, lạnh quá. Ôi giời, nhiều bia đấy. Mát quá. Chúc mừng đêm nha, chúc mừng các cháu nha, các con nha. Đêm Trung Thu 2022 thật vui. Chúc cho các cháu thiếu nhi toàn quốc một đêm Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc và nhanh lớn, học giỏi. Trung Thu năm nay những bậc thiếu nhi lớn tuổi có vẻ ít nhà. Năm nay hết tuổi rồi anh ạ. Hết tuổi rồi à? Thấy thưa thớt ảm đạm lắm. Đối nghịch thì trẻ con rất là đông vui, người lớn thì vắng bóng rất đông, rất nhiều. Vắng bóng rất nhiều người. Về chương trình của buổi của chúng tôi hay có ba nội dung. Nội dung nhất nhất là trao quà các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Nội dung thứ hai là tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong trong quà quà khu tập thể. Nội dung thứ ba là nhóm phá vỡ vui vui lên chơi giảm giảm giảm. Nội dung này nội dung cuối nhưng mà phá tan rồi. Chương trình có một chút thay đổi. Ai? 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 Ai?
từ 16 tuổi trở lên ở đây. Chào mình đồng thời đã chụp ảnh cái nhà cho mọi người nhìn cái nhà rồi cho sức khỏe nha. Rồi đây là các cháu thiếu nhi trên 15 tuổi. Chào Quyết, mau Quyết vào đây. Vâng, ra hai đây. Bác Quyết là tổ phó tổ dân phố, tổ trưởng nhà bác là tổ trưởng ngay kia đúng không? Bác cũng là tổ trưởng đúng không? Bác là tổ trưởng nhà hay là tổ phó nhỉ? Tổ trưởng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiết mục quan trọng nhất là các cháu chạy đâu hết rồi ấy. Các cháu này đọc các cháu ở là bà bé bắt đọc đọc tên theo tên bắt các cháu đứng chờ lâu quá là con nhà Dũng nhà nào chúc mừng các cháu ở nhà rồi thiếu nhi trên 15 tuổi có quà này. Thiếu nhi trên 15 tuổi có quà Trung Thu nhá. Tuyệt vời. Ngoan hơn chứ.